Anas của Ronaldo đã có trận cầu đầy cần não trước Anduhain. Đội bóng của Saudi Pro League giành chiến thắng nhọc nhằn 4-3. Và trước đối thủ cứng đầu, Ronaldo đã ra tay thuần hóa thành công và giúp cho toàn đội ca khúc khải hoàn tại thánh địa Emerson Park. Đặc biệt, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Ronaldo là một siêu phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Trong bàn thắng này, nhận bóng từ đồng đội bên phía cánh phải theo hướng tấn công, Ronaldo xử lý bóng rất gọn gàng và tung ra cú dứt điểm như đại bác bằng chân trái. Thủ môn Zakaria của Anduhain dù rất nỗ lực cũng không thể cản phá cú sút quá khó này. Khi Anduhain nỗ lực vùng lên với hai bàn gỡ của Mohamed phút 63 và Ali phút 67, Ronaldo đã tạo ra điểm nhấn quan trọng cho chính anh cũng như khôi phục lợi thế cho Anas. Pha vô lê thần sâu của CR7 vào phút thứ 81 đã giúp Anas có được sự tự tin đáng kể, bất chấp việc Anduhain sau đó lại có thêm bàn gỡ nữa ở phút thứ 85. Ngoài hai bàn thắng, Ronaldo có một pha kiến tạo bằng gót cực kỳ ấn tượng để Talisca mở tỷ số. Phong độ thăng hoa tại Saudi Pro League giúp Ronaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 lần lập công. Tiền đạo sinh năm 1985 cũng chia sẻ hai vị trí dẫn đầu danh sách kiến tạo với 5 lần dọn cỗ cho đồng đội. Có thể thấy, Ronaldo đang tận hưởng bóng đá trong màu áo Anas. Tuy vậy, với Ronaldo, những kỷ lục giờ không còn quá quan trọng nữa. Tiền đạo sinh năm 1995 chỉ muốn tận hưởng bóng đá và cống hiến cho Anas. Theo đó, Ronaldo chia sẻ: "Thật sự mà nói, tôi không quá quan tâm tới những kỷ lục. Tôi đơn giản là đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu cho Anas. Chúng tôi đang nỗ lực để trở thành đội bóng mạnh nhất." Cũng trong trận đấu giữa Anas và Anduhain, Ronaldo đã gặp gỡ chủ tịch FIFA Infantino. Người đứng đầu FIFA sau đó chia sẻ: "Tôi thấy hạnh phúc khi chứng kiến trận đấu của Anas. Thật tự hào khi được gặp gỡ Ronaldo và Mane." Chi tiết này cũng chứng minh rằng nhiều người nói chủ tịch FIFA thiên vị Messi là vô căn cứ, vì rõ ràng ông đã chụp những bức ảnh rất thân mật với CR7 và còn tặng anh một chiếc áo đấu. CR7 không ngừng ghi bàn. Tháng 2 tới đây, Ronaldo sẽ mừng sinh nhật tròn 39 tuổi, tức là siêu sao người Bồ Đào Nha sắp bước sang tuổi 40. Nhưng tuổi tác với Ronaldo có lẽ chỉ đơn thuần là những con số. Không ít người từng khẳng định rằng với lối chơi dùng tốc độ và sức mạnh thể chất nhiều, Ronaldo sẽ xuống rất nhanh sau tuổi 35. Tất nhiên, CR7 vẫn có những bước thăng trầm sau tuổi 35. Nhưng cả khi vấp ngã, chịu nhiều chỉ trích cả về vấn đề chuyên môn lẫn lùm xùm ngoài sân cỏ, thì Ronaldo vẫn cho thấy khí chất và đẳng cấp của mình. Anh khiến cho những người từng dè bỉu, chê bai, chỉ trích anh phải thốt lên: Ronaldo mãi đỉnh. Với cú đúp và một pha kiến tạo trước Anduhain, Ronaldo tiếp tục thiết lập những kỷ lục cá nhân mới. Theo đó, CR7 đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 862 bàn, tiếp tục dẫn đầu danh sách người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử. Hơn người đứng thứ hai là Messi tới 41 bàn. Hiện Npunga sở hữu 821 pha lập công. Ronaldo cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất từ đầu năm 2023 với 43 bàn trong 45 trận. Ngoài ra, Ronaldo còn có một kiến tạo trong năm 2023. Hai ngôi sao của thế hệ Gen Z gồm Erling Haaland 40 bàn và Kylian Mbappe 37 bàn đang xếp sau cây trường sinh người Bồ Đào Nha. Hai bàn thắng, một từ ngoài vòng cấm và một trong vòng cấm, đã nâng số pha lập công bằng chân trái, chân không thuận của Ronaldo lên con số 166 bàn. Xét về bàn thắng từ chân không thuận, Ronaldo với tỷ lệ 19,3 còn vượt cả Lionel Messi, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá ở khoản dứt điểm chân không thuận. Cụ thể, số bàn thắng bằng chân phải của Messi là 12,8%. Nếu tính riêng mùa giải này, Ronaldo đã có 9 bàn thắng ghi bằng chân trái, nhiều hơn Messi 1 bàn, 8 bàn bằng chân phải không thuận. Và chỉ trong 10 trận đấu, Ronaldo đã ghi tới 12 bàn, một hiệu suất khủng khiếp mà không có bất cứ ngôi sao đương đại nào theo kịp. Không ai chống lại được quy luật nghiệt ngã của thời gian, Ronaldo không phải ngoại lệ. Nhưng CR7 vẫn muốn nỗ lực hết mình để kéo dài sự chuyên nghiệp lâu nhất có thể. Anh muốn thi đấu qua tuổi 40 và giờ anh sắp tròn 39. Hàng ngày, CR7 sinh hoạt, ăn uống, tập luyện theo chế độ rất khoa học, nghiêm ngặt. Anh vẫn ngủ đủ 3 giấc, tập đủ 3 cữ mỗi ngày. Và tất nhiên, Ronaldo vẫn dành thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân. Thông thường Ronaldo sẽ đi ngủ vào lúc 23 giờ và thức dậy vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Ngày sinh nhật của mình, Ronaldo chỉ thổi một chiếc bánh giản dị bên cạnh người thân. Sau khi thưởng thức chiếc bánh, anh điên cuồng chống đẩy để tiêu hao hết năng lượng thừa thãi. Chế độ sinh hoạt của Ronaldo có phần hơi điên, có phần cực đoan, nhưng đó chính là khái niệm về một người đàn ông cống hiến hết mình cho bóng đá. Thành công của anh phần lớn là nhờ kỷ luật sắt và sự khổ luyện. Hãy nhìn cái bụng phệ của Eden Hazard khi mới bước qua tuổi 30. Hãy nhìn Neymar gần như đã chấm dứt sự nghiệp của mình ở độ tuổi tương tự, thì bạn phải hiểu là chính sự điên ấy giúp Ronaldo vẫn cháy hết mình với sự nghiệp cho tới tận bây giờ. Những nỗ lực ấy được đền đáp bằng vinh quang, danh tiếng và tiền bạc. Và hơn hết, tên của anh luôn xuất hiện trong những cuộc tranh luận về những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Đồng thời anh đang là cầu thủ U40 số 1 thế giới. Định mệnh đã gắn Ronaldo với một số phận luôn bị đem ra làm mẫu so sánh kém hơn. Ngay từ cái tên bố mẹ đặt cho, Ronaldo đã là sự sao chép. 12 tuổi ngơ ngác đặt chân đến Lisbon. Giọng nói của cậu trở thành chủ đề diễu nhại của đám bạn thành phố. Đầu quân cho Manchester United, anh bị săm soi bởi cái tên và số áo. Những năm đầu khoác áo Real Madrid, anh luôn bị đánh giá thấp hơn Messi về tài năng và mức độ thành công. Và vài năm trở lại đây, không ít đề tài về sự xuống dốc vì tuổi già của lão tướng này đã được viết ra. Nhưng rốt cuộc, Ronaldo vượt qua mọi thử thách và hiên ngang sừng sững như một hiện tượng kỳ vĩ trong lịch sử bóng đá. Cậu bé nghèo quê Madeira đã trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử vào thời điểm gia nhập Manchester United. Anh chàng tiền vệ cánh vẽ vời và gầy còm đã trở thành cỗ máy săn màn tối tần và uy lực khủng khiếp tại Old Trafford. Và ngôi sao của Anas, dù có thể xếp sau Messi, nhưng chắc chắn ăn đứt phần còn lại. Dù rằng có nhiều cầu thủ được đánh giá là có tiềm năng lớn hơn anh. Và cuối cùng, vị thần tạo hóa sẽ phải tự hỏi tại sao lại tồn tại một cầu thủ tuổi 38, gần 39 mà lại có thể sở hữu thể chất tráng kiện như một người đàn ông tuổi 30 và vẫn chơi bóng ở đẳng cấp không nhiều cầu thủ ở độ tuổi sung mãn có thể đạt được. Ở cái tuổi tuyệt đại đa số huyền thoại bóng đá đã giải nghệ, CR7 vẫn là chân sút chủ lực của Anas. Anh vẫn khao khát ghi từng bàn thắng trong từng trận đấu. Ừ thì đúng là đến Saudi Pro League để dưỡng già, nhưng CR7 nghiêm túc với từng trận đấu. Anh không hề coi thường bất cứ mặt trận nào mình tham dự. Cổ động viên Anas từng vô cùng xúc động khi phát hiện trong camera hình ảnh Ronaldo tập trong phòng gym một mình vì anh muốn có thể chất tốt nhất cho từng trận đấu tại Ả Rập. Ngoài tài năng, một ý chí bất phàm đã làm nên Ronaldo xuất chúng lâu dài như vậy. Sự khổ luyện và ý chí đã giúp anh tiến rất xa. Ngày nay, chính Rô Béo mới cảm thấy đau đầu vì bị so sánh với Cristiano Ronaldo chứ không phải ngược lại. Messi vĩ đại nhưng Ronaldo cũng có ngôi đền lịch sử của riêng mình. Thế nên trong hệ quy chiếu số phận, nếu vẽ đồ thị về nỗ lực tiến xa so với điểm xuất phát, có lẽ không một cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá đi được hành trình dài và nhiều lần vượt qua bản thân lẫn số phận như Ronaldo.